Thưa quý vị, sau nhiều phiên giảm điểm và cũng như là một phiên giảm điểm sâu vào ngày thứ năm thì thị trường chứng khoán trong phiên cuối tuần, đặc biệt là VN Index đã có một diễn biến tăng trở lại với gần 10 điểm lên mức 1040 điểm. Tuy nhiên, chỉ số tại sàn Hà Nội thì vẫn có một kết quả giảm và chúng tôi sẽ cùng nhìn nhận lại thị trường trong phiên giao dịch vừa tuần vừa qua cùng với vị khách mời, đó là anh Nguyễn Duy Thanh Phương, chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp của công ty chứng khoán MBS. Chào buổi sáng anh Phương. Chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán trong phiên cuối tuần thì cũng đã có phần nào hồi phục trở lại, nhưng mà có vẻ như là tâm lý của các nhà đầu tư đó, cũng như là chúng ta thấy là cái việc hồi phục của các nhóm cổ phiếu vẫn chưa có được lan tỏa nhiều lắm. Như vậy thì theo anh, với một cái phiên hồi phục như vậy thì thị trường đã làm xong cái việc kiểm định vùng đáy hay chưa? Thì thị trường kết thúc phiên cuối tuần bắt đầu có nhịp hồi phục khá là mạnh, từ lúc mà giảm sâu nhất từ khoảng 15 điểm, đóng cửa tăng lại mức 9 điểm, đóng cửa chốt phiên VN Index được 1040 điểm. Thì đây tôi gọi là những cái nhịp gọi là hồi phục từ cái dấu hiệu cho tín hiệu đáy. Có nghĩa là thị trường đã giảm quá sâu, nhiều cổ phiếu rơi vào cái vùng gọi là quá bán, tại do tính từ đỉnh xuống thì có những cổ phiếu đã giảm được khoảng hơn 35%. Cổ phiếu giảm thấp nhất thì cũng đã giảm khoảng 25%. Thì thường thường tại những cái phiên mà hình thành đáy, thị trường sẽ thường hay có dấu hiệu đảo chiều liên tục. Thì tôi vẫn tin cái quanh cái ngưỡng khoảng 1.000 điểm có khả năng là vùng đáy của thị trường. Vâng, và chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu mà tăng điểm hồi phục khá là nhanh thì là bao gồm cổ phiếu của nhóm tài chính, rồi nhóm bất động sản, và trong đó thì các cổ phiếu chủ chốt của đầu ngành của tức là nằm trong nhóm blue chips đó, thì đều tăng điểm rất là khá. Nhưng mà anh thấy rằng là cái việc tăng điểm của cổ phiếu blue chips nó có xảy ra ở trên một cái bình diện dàn trải và một cách đều hay không, hay là có một vài cổ phiếu nào mà anh thấy rằng là có một cái sự bứt phá mạnh mẽ hơn là những cổ phiếu còn lại? Thì hiện tại nhìn chung trên cái đợt hồi phục này của thị trường thì nó vẫn đang ở mức độ là tương đối chưa lan tỏa ra hết. Nó vẫn đang cho thấy dấu hiệu yếu, thể hiện qua cái việc là cái thanh khoản của thị trường cũng đang ở mức thấp. Cái thứ hai là cái sự tăng giá thì nó không dàn trải đồng đều ra hết, chỉ tập trung một vài nhóm cổ phiếu, ví dụ như nhóm trong blue chip và NI30. Còn những cái nhóm như ví dụ mid cap thì vẫn tín hiệu vẫn chưa có nhiều. Thì theo tôi nghĩ thì đây cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Thường thường thị trường ngay vùng lái thì tâm lý nhà đầu tư họ sẽ rất là lo sợ, đặc biệt là sau một khoảng thời gian họ đang bị thua lỗ thì họ sẽ rất là thận trọng, không dám giải ngân mua vào liền. Họ sẽ chờ khi những cái tín hiệu thị trường xác định quay lại một xu hướng tăng, thì lúc đó những nhà đầu tư cá nhân họ sẽ bắt đầu quay lại. Thì đây mới là giai đoạn hình thành, do đó họ vẫn sẽ chưa dám giải ngân nhiều trong thị trường lúc này. Vâng, và đối với các nhà đầu tư khá là năng động với thị trường, và anh cũng có nhắc đến cái tính thanh khoản của thị trường, thì trong phiên thứ 6 nếu như mà chúng ta không tính cái phần giao dịch thỏa thuận từ cổ phiếu Vinhomes cũng như là cái cổ phiếu Sabeco, thì có thể chúng ta thấy rằng là cái thanh khoản, lượng thanh khoản vào thị trường cũng vẫn còn là khá yếu. Như vậy đối với lại hai cái cổ phiếu Vinhomes và Sabeco thì anh có một cái nhận xét như thế nào, liệu rằng hai cổ phiếu này có thể làm một cái cổ phiếu tiềm năng để các nhà đầu tư tiếp tục giải ngân trong những cái phiên của tuần sau hay không? Trong ngắn hạn tôi nghĩ khả năng là hai cổ phiếu là Vinhomes và Sabeco vẫn sẽ là nhóm cổ phiếu dẫn dắt của thị trường về điểm số. Tại vì Vinhomes mới niêm yết lên sàn nhưng mà đã có cái giá trị giao dịch thỏa thuận cái phiên cuối tuần vừa rồi là đạt hơn đâu khoảng 30.700 tỷ. Mà hầu như cái lượng thỏa thuận này thì về cho tổ chức nước ngoài chứ hầu như không phải là cho cá nhân. Thì điều này thì có nghĩa là trong ngắn hạn nhà đầu tư nước ngoài đã trả một cái mức giá cao hơn so với giá trên sàn, thì chắc chắn họ phải kỳ vọng giá trong ngắn hạn phải lên một mức cao hơn nữa. Thì khả năng tôi vẫn tin là Vinhomes có khả năng sẽ kéo điểm số và Vinhomes có thể lên được cái vùng khoảng từ 130 tới 140 trong ngắn hạn. Còn riêng về cổ phiếu Sabeco là một cổ phiếu mà vừa rồi là được thâu tóm về tay cổ đông Thái Lan, thì cũng trước đó đã có một cái đợt sụt giảm rất là mạnh từ vùng giá là 320.000 về vùng giá thấp nhất đâu đó khoảng từ 230 đến 240.000, thì nó đã giảm quá đà. Thì tôi nghĩ với kết quả kinh doanh của Sabeco vẫn đang tốt thì khả năng nó sẽ bắt đầu những cái nhịp hồi phục từ từ đi lên, và đặc biệt hai cổ phiếu này sắp tới sẽ đóng góp cái tỷ trọng rất là lớn trong chỉ số, do đó chỉ cần hai nhóm cổ phiếu này mà tăng thì khả năng điểm số của thị trường sẽ tăng lại.
Vâng, và anh cũng nói ban nãy rằng là có thể rằng là cái vùng đáy của thị trường nó sẽ nằm ở đâu đó 1.000 điểm hoặc là trên 1.000 điểm một chút. Như vậy thì ở cái mức hiện tại và với cái diễn biến hồi phục vào phiên thứ 6 thì trong những cái phiên của tuần sau, theo anh đánh giá là cái rủi ro ngắn hạn của thị trường nó có còn nhiều hay không? Thứ nhất là giai đoạn này thì là giai đoạn hình thành đáy, thì thường thường sóng mà để cho nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn rất là ít, nó chỉ lên hồi phục xong nó lại giật lại rất là nhanh. Thì giai đoạn này nó chỉ phù hợp với những nhà đầu tư nào người ta mua mà người ta xác định là những cổ phiếu tốt và đang giảm giá rất là thấp, họ muốn giữ 3 tháng hoặc 4 tháng với kỳ vọng lợi nhuận họ lên tới mức khoảng 20%. Còn đối với những nhà đầu tư mà kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn, ví dụ như T+5 hay T+7 sẽ rất là khó giao dịch. Tại vì diễn biến có thể là nó hồi phục nhanh nhưng mà nó lại điều chỉnh lại rất là nhanh. Thì tôi, quan điểm của tôi thì giai đoạn này tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư, nếu những nhà đầu tư nào mua vì cổ phiếu cơ bản của doanh nghiệp thì nên xem xét giải ngân vào, đặc biệt nên ưu tiên mua vào ở những cái phiên giảm điểm. Còn đối với những nhà đầu tư mà mang tính chất lướt sóng ngắn hạn thì nên canh thật kỹ những cổ phiếu nào có tín hiệu mạnh và đặc biệt là hạn chế việc mua đuổi giá để tránh có thể gặp rủi ro điều chỉnh. Vâng, cảm ơn những tư vấn của anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những nhận xét cũng như tư vấn về thị trường chứng khoán của anh Nguyễn Duy Thanh Phương, chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp của công ty chứng khoán MBS. Đến đây thì chương trình Tin Sáng của chúng tôi cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình của tuần sau.